Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, một số ban bộ ngành và đoàn thể Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các nội dung văn kiện của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cùng nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp tục được quán triệt, triển khai. Qua đó tạo điều kiện định hướng trong hoạt động của Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Kể từ sau Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, hoạt động của các hội văn học nghệ thuật dần đi vào nề nếp, thể hiện được sức sống mới. Đặc biệt, đời sống văn nghệ trong thời kỳ toàn dân phòng chống dịch COVID-19 vẫn duy trì được sự phong phú và đa dạng nhất định. Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác của lĩnh vực, đề xuất kiến nghị đối với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các bộ ban ngành liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, trong đó nhấn mạnh rằng Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, từng bước đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.